Chúng ta sẽ cùng test thử các hàm chúng ta vừa code. Các bạn có thể thấy là đã lên xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng rất là đẹp. Chào mừng các bạn đã đến với bài thứ ba trong khóa học Angular 13, .NET Core API và SQL Server. Bài này chúng ta sẽ tạo một project .NET Core API. Chúng ta sẽ mở Visual Studio lên và gõ vào ASP.NET Core Web API, chọn Next. Chúng ta sẽ đổi tên là API quản lý nhà hàng. Next. Chúng ta sẽ bỏ config for HTTPS và tạo project. Đây là project mặc định của chúng ta. Chúng ta sẽ cài đặt một số thư viện. Chúng ta vào NuGet Packet và chọn tùy chọn thứ hai. Chúng ta sẽ tìm thư viện MVC Newton. Đây là thư viện chuyển đổi JSON. Chúng ta sẽ chọn thư viện này, tích vào project và install. Sau khi install xong thì chúng ta sẽ accept. Tiếp tục chúng ta sẽ cài thêm một thư viện nữa để làm việc với cơ sở dữ liệu. Đấy là thư viện Microsoft.data.sql Client. Đây, thư viện của chúng ta muốn cài thư viện này, chúng ta sẽ cài vào thôi. Vậy là đã cài xong. Chúng ta sẽ cấu hình. Chúng ta truy cập vào file program.cs, sử dụng thư viện mới và cài đặt một số service. Chúng ta sẽ add proxy. Chúng ta sẽ cho phép mọi header, mọi original, mọi method. Cái này các bạn chỉ cần gõ theo tôi, không cần hiểu sâu, nó sẽ bỏ qua một số thứ. Tiếp đến thì trong builder service add controller with view, ta sẽ sử dụng một thư viện add new turn short reason của chúng ta. Chúng ta sẽ xử lý load handling. Sau đấy resolve về default resolve. Nếu các bạn không thấy ở trong program.cs thì sẽ ở file start.cs. Như vậy là đã cấu hình xong. Chúng ta chuyển sang đoạn thêm chuỗi kết nối. Xem và name sẽ là dấu chấm. Chúng ta sẽ gõ chọn quản lý nhà hàng của chúng ta. Test thành công. Và nhấn OK. Vậy là chúng ta đã có chuỗi kết nối data ở đây. Chúng ta sẽ bấm vào property và xuống đây chúng ta sẽ lấy được chuỗi kết nối connection string. Chúng ta sẽ copy. Sau đấy, sau khi copy thì chúng ta sẽ truy cập vào file app-setting.json. Chúng ta sẽ thêm một connection string có tên là qlnh và paste đoạn vừa copy vào đây. Sau đấy save và tắt file app đi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo model. Chúng ta sẽ thêm mới một folder có tên là model. Trong folder model này thì tôi sẽ thêm hai class là class thực đơn và class món ăn. Cái đoạn này tôi sẽ tua nhanh qua.
Chắc các bạn cũng biết tạo class và asset rồi đúng không ạ? Tôi sẽ tua nhanh qua đoạn này thôi. Sau xong class thực đơn, tiếp đến là tạo lớp món ăn. Chúng ta cũng sẽ khai báo các thuộc tính có trong database của đối tượng món ăn. Mã món ăn là kiểu in, tên món ăn là kiểu string, thực đơn ngày tạo chúng ta cũng để string hết. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo controller. Chúng ta sẽ gọi API và empty API. Chúng ta sẽ đổi tên controller thành thực đơn controller.cs. Add. Chúng ta sẽ bắt đầu viết code cho controller này. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một configuration. Sau đấy gắn configuration vào controller. Ta sẽ viết hàm get query của chúng ta. Đoạn data table này đang bị lỗi báo đỏ cái chân ở dưới. Chúng ta cần dê chuột vào phía mũi tên này. Chọn using system.data. Chúng ta sẽ import thư viện vào thì sẽ hết lỗi ngay. Các bạn có thể thấy là đã hết lỗi và system data được import ở trên. Tiếp đến thì chúng ta sẽ gọi SQL data suộc là chuỗi connection string chúng ta vừa tạo ở lúc trước. Chúng ta sẽ tạo data reader mở chuỗi kết nối open và command là query và connection của chúng ta. Chúng ta eq và load vào dữ liệu vào bảng. Chúng ta sẽ test thử. Chúng ta sẽ truy cập vào localhost thực đơn. Đang có lỗi xảy ra rồi. Kể cả trong Swagger cũng đang bị lỗi. Chúng ta sẽ copy lệnh lỗi này và paste vào Google để tìm câu trả lời. Chúng ta đã tìm được câu trả lời có dấu tích thanh. Chúng ta sẽ copy đoạn này vào trong connection setting của chúng ta. Chúng ta truy cập vào app setting.json. Paste đoạn vào rồi, vào sau chuỗi connection string đã eq, như vậy là đã thành công, đã mất hết lỗi rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo các hàm port, put và delete tương ứng với các thành phần thêm, sửa, xóa ở trong database. Tôi sẽ import model.thực đơn. Tôi sẽ copy nguyên đoạn mã ở trên xuống. Rồi, tôi sẽ thay câu query bằng câu insert. Trả về sẽ là thêm mới thành công. Tiếp đến là hàm boot. Rồi cũng sẽ chỉnh sửa lại thành câu lệnh update trong database. Cuối cùng là hàm xóa.
chúng tôi cũng viết lại hàm xóa trong lượt thứ 7. Tiếp đến chúng ta sẽ copy controller thực đơn và đổi tên thành món ăn controller. Chúng ta sẽ replace thực đơn thành món ăn. Tiếp đến chúng ta sẽ thay đổi các câu query ở trong này. Chúng ta cũng sẽ đổi tên biến từ chữ hoa sang chữ thường, nhìn cho đỡ nhầm lẫn. Chúng ta sẽ cùng chỉnh sửa lại một chút. Như vậy là chúng ta đã code xong web .NET API. Tôi sẽ tìm cách chạy web của chúng ta mà không cần bật Visual Studio vì bật lên rất là nặng. Đây, chúng ta có thể run command prompt. Chúng ta sẽ truy cập vào folder project của chúng ta và đến đây tìm lời giải. Chạy như thế nào đây? Đây, có một cách, đấy là chạy lệnh .NET run trong project. Chúng ta sẽ truy cập vào trong project của chúng ta và mở command line lên, sau đấy gõ lệnh .NET cách run. Như vậy project của chúng ta đang build và sẽ run lên. Vậy là chúng ta sẽ không cần bật Visual Studio, sẽ nhẹ hơn rất nhiều cho những bạn máy yếu. Chúng ta sẽ cùng test thử các hàm chúng ta vừa code. Các bạn có thể thấy là đã lên xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng, rất là đẹp. Hàm get của chúng ta đã thành công. Tiếp đến là chúng ta sẽ thử hàm bot của thực đơn. Chúng ta sẽ không cần truyền mã thực đơn. Chúng ta nhấn vào try it out, xóa mã đi. Và thêm tên thực đơn là món chính. À, món tráng miệng. Xin lỗi các bạn. Chúng ta sẽ nhấn execute. Như vậy đã thêm mới thành công. Chúng ta sẽ quay lại về hàm get API và kiểm tra xem dữ liệu của chúng ta đã vào database chưa. Đây, đã thêm thực đơn món tráng miệng có mã thực đơn là 3 nhưng đang bị lỗi phông. Tiếp đến chúng ta sẽ test đến hàm update, chính là hàm put. Đây, hàm put đây. Put này thì chúng ta sẽ phải truyền ID để nó sẽ cập nhật theo ID của chúng ta. Mã thực đơn sẽ là 3 và chúng ta sẽ đổi thành tiếng Anh, thành user. Vì đang bị lỗi phông thì chúng ta sẽ đổi thành tiếng Anh, đã đổi thành user rồi. Như vậy là hàm put của chúng ta hoạt động bình thường. Còn hàm xóa của chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ chỉ cần truyền mã. Nó có lỗi rồi. Và bắt buộc phải truyền thêm tên nữa. Như vậy là hàm post và hàm delete của chúng ta đang hoạt động chưa đúng ý lắm. Chúng ta sẽ chuyển sang kiểm tra API món ăn. Đầu tiên là hàm port, hàm thêm mới. Chúng ta sẽ thử. Chúng ta sẽ không cần mã món ăn, tên món ăn. Chúng ta sẽ là vịt quay Bắc Kinh. Món chính, ngày tạo sẽ theo cấu trúc năm, ngày ngang, tháng, ngày ngày. Vì đang truyền dữ liệu thô nên chúng ta cần tuân theo quy tắc này. Cuối cùng là ảnh món ăn, chúng ta sẽ execute. Đã thêm mới thành công, chúng ta sẽ cùng xem. Tôi dự đoán là cũng sẽ lỗi phông hết. Đây, bị
thêm vào rồi, như là lỗi phông. Các bạn nào biết cách sửa lỗi này thì hãy comment cho tôi ở dưới phần bình luận nhé. À, bút của chúng ta sẽ thử chuyển ID mã món ăn là 2. Sau đây chúng ta sẽ chuyển mình tên món ăn là Beijing BBQ Duck AQ. Chúng ta phải nhập ba cái trường kia nữa, ba trường kia đều là bắt buộc. Ok, chúng ta sẽ reset lại dữ liệu và nhập lại. Chúng ta sẽ để string hết. Cũng có lỗi xảy ra. Vì sao? Các bạn có biết vì sao không? Tôi đang hơi bối rối. Ok, chúng ta sẽ bỏ qua và kiểm tra đến hàm xóa. Hàm xóa cũng thành công rồi. Do thời lượng video đã dài, chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng feedback và làm merge form. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.